Hiệp đấu đầu tiên là màn bám đuổi điểm số của hai đội. Điểm số liên tục được san bằng. Tuy nhiên, xổ số Kiên Thiết Vĩnh Long là đội làm tốt hơn ở những pha bóng cuối cùng và giành chiến thắng với điểm số sát sao 26-24. Bước sang hiệp 2, Hà Tĩnh thi đấu khởi sắc hơn. Các pha tấn công được tổ chức đa dạng, hiệu quả, giúp đội chủ nhà liên tục duy trì chuỗi dẫn điểm trước đối thủ và giành chiến thắng với điểm số 25-21. Ở hiệp 3, sau những chệch choạc ban đầu để đối phương dẫn điểm, Hà Tĩnh dần lấy lại thế trận. Các tay đập Trần Văn Phương, Asanafan, Đoàn Thanh Lãm thi đấu thăng hoa giúp cho Hà Tĩnh giành chiến thắng với điểm số cách biệt 25-18. Bước vào hiệp đấu thứ tư, xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long tiếp tục là đội khởi đầu tốt hơn, thế nhưng với tinh thần quyết tâm cao và chiến thuật hợp lý, đội Hà Tĩnh đã liên tiếp ghi điểm số ở những thời điểm quan trọng để ngược dòng giành chiến thắng ở hiệp đấu thứ tư với điểm số 25-22. Với kết quả này, chung cuộc câu lạc bộ bóng chuyền Hà Tĩnh giành chiến thắng trước câu lạc bộ xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long với tỷ số 3-1.